Xin chào chị Tuyết mùa hè, xin chào chị Vân Thùy ạ, xin chào tất cả mọi người. Xin chào những ai đang xem livestream của em. Chị Hoa đã nhận được hàng em gửi chưa ạ? Chào chị Phong Thủy nha, chào chị Bảo Ngân ạ, chào chị Ngọc Ánh ạ. Hello tất cả mọi người. Ai xem live comment cho em biết nào. Những ai đang xem live stream của em comment để em biết nào các chị ơi. Chấm một chấm để em biết là mọi người đang xem live stream của em nhá. 7 chấm bi bao nhiêu? 7 chấm bi đang xem là 99k nhá chị. Khoai nướng nhá, khoai lang nướng nhá. Nào các chị vào đi nào. Hôm nay em sẽ rẻ luôn này các chị này. Sale cực rẻ luôn. Mọi người vào đi nào. Mọi người vào đi ạ. Váy nhá chị Vân Thùy nhá, có váy á. Hello, hello tất cả mọi người, hello những ai đang xem livestream, chào chị Thùy Nhung ạ. Chào chị Vân Thùy, chào chị Lady Trang nhá, mọi người vào đi nào. Hôm nay em sẽ sale rất là rẻ luôn nha. Váy này, áo này, mọi người chia sẻ nào, mọi người chia sẻ lên 50 người xem em sẽ tặng áo nhá. Em cho xem váy đi rồi, ok chị Vân Thùy muốn xem váy nào ạ, mọi người xem có rõ không nào. Vừa nãy có bị mờ nhỉ không ạ? Váy chấm bi vàng bao nhiêu? À, váy chấm bi em đang sale nhá, đang sale. Váy chấm bi vàng là 120k, còn những váy còn lại là 99k. Có quần gì nhá chị Hoàng Ái Mi nhá. Mọi người xem có rõ không? Chào chị Hương Còi này. Mọi người xem rõ cho em biết nào. Mọi người đang xem livestream của em chấm cho em biết nhá mọi người. Mọi người chia sẻ hôm nay váy em sẽ đồng giá 99k hết nhá mọi người nhá. Váy đồng giá 99k hết. Mọi người chia sẻ thật nhiều cho em nào. Mọi người chia sẻ thật nhiều cho em nhá. Hôm nay sale cực rẻ luôn. Sale cực rẻ luôn nhá. Mọi người chia sẻ lên 50 người xem sẽ tặng áo như em mặc nào. Chia sẻ lên 50 người xem nhá. Tặng áo hoa rất là đẹp luôn nhá. Tặng áo hoa cực đẹp này, chia sẻ mạnh lên cho em. Chào chị Ngọc Ánh á. Ngọc Anh, chào chị Lê Gia nhá. Nào mọi người chia sẻ thật nhiều cho em. Mọi người vào xem chia sẻ cho em đi ạ. Chào chị Hằng Thái á. Những ai đang xem like comment cho em biết nào. Mọi người ơi, những ai đang xem like comment, xin chào nào. Xin chào để chị em mình có thể chào nhau nhá. Nào mọi người nào, chào chị Hứa Vân nha. Mọi người chia sẻ thật nhiều cho em đi ạ. Quần jean 9 tấc. Quần jean 9 tóc có cả dáng Becky với lại dáng bó chị Hồng Ái Mi ơi. Em có dáng Becky với dáng bó ạ. Mọi người chia sẻ thật nhiều cho em nào. Chào chị Nguyễn Xuân, chào chị Bảo Lan, chào chị Oanh Thúy nhá. Mọi người chia sẻ thật nhiều cho em. Hôm nay em sẽ sale cái mã này sốc luôn này các chị này. Sale lỗ vốn luôn nha. Mọi người chia sẻ lên 50 người xem nhá. 50 view tặng áo như em đang mặc này. Mọi người chia sẻ đi nào. Đây áo như em đang mặc này có rất là nhiều màu hoa. Chào chị sắc tím ạ. Chia sẻ nhá, không có mất cái áo này để rồi đúng không? Con để rồi. Nào mọi người chia sẻ lên 50 view đi nào. Chia sẻ lên 50 view tặng áo như em đang mặc nào, tặng bộ nào các chị nào. Tặng áo tặng bộ nhé mọi người nhá. Đưa con một cái móc. Chào chị Bin 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 nha. Nào mọi người chia sẻ thật nhiều cho em. Chia sẻ vào hội nhóm chợ nha. Lên 50 view em sẽ tặng bộ và tặng áo nhé. Tặng bộ và tặng áo mà kể cả hôm nay em sẽ bán sốc luôn.
Chào chị Luyến Nguyễn ạ, chào chị Lương Tuân nhá. Mọi người chia sẻ thật nhiều nào. Đây áo như em đang mặc đây nhá, chị chia sẻ rồi đó. Ok chị Vân Thủy, mọi người chia sẻ đi, tiếp tục chia sẻ thật nhiều cho em. Tiếp tục chia sẻ thật nhiều cho em nhá. Tặng bộ lụa nhá mọi người nhá, tặng bộ lụa này. 64 cân váy 64 cân. 64 cân thì chắc là 64 cân thì không có chị ạ. Em chỉ có tầm khoảng 60 cân quay đầu. Nào, mọi người chia sẻ thật nhiều nào. Tặng áo hoặc là tặng bộ nào, mọi người muốn tặng áo hay tặng bộ? Rồi ok, Nguyễn Xuân đã chia sẻ. Mọi người chia sẻ ít nhất là 5 lần vào hội nhóm nhá. Đây, ít nhất 5 lần vào hội nhóm trợ cho em. Tặng bộ này các chị này, tặng bộ lụa này. 5 lần lên trang cá nhân và 5 lần lên trang chợ nha. 5 lần lên trang cá nhân và 5 lần lên trang chợ ạ. 3 lần trên trang cá nhân cũng được nhé các chị nhá. Vâng em. Dạ vâng, cảm ơn chị ạ. Nào ai chia sẻ nhiều comment nào. 3 lần lên trang cá nhân và ít nhất là 5 lần lên hội nhóm chợ nha. Lên 50 view tặng bộ cho các chị này. Lên 50 view tặng một bộ này, lên 100 view tặng hai bộ này các chị này. Chào chị Hanh Phạm nhá. Chào chị Phương Nhi ạ. Nào mọi người phải chia sẻ thật nhiều cho em. Chào chị Trung Kim này. Áo em đang mặc còn màu khác không em? Áo em đang mặc có màu khác nhá. Đây áo em đang mặc có 3 màu luôn này. Áo em đang mặc có 3 màu nhá, từ 40 cân đến khoảng 51 cân. 51 52 cân quay đầu nhá. Từ 40 cân đến 51 52 cân quay đầu này, áo rất là xinh luôn. Đây, có hoa này, hoa ở bên dưới là bèo này các chị này. Còn đây là bo gấu nhá, màu đỏ, màu xanh là bo gấu. Còn hoa vàng thì là bèo này. Hôm nay em sẽ sale cái mã này là 60k dành cho các chị chia sẻ 5 lần nhá. Em sale cái mã này 60k, 100 sale 60k này. 100 sale 60k dành cho các chị chia sẻ 5 lần này. Chị nào lấy màu nào thì comment màu đấy giúp em nhá. Lấy màu nào comment màu đấy sale 60k này. Hàng đẹp luôn này, hàng von lụa đẹp này các chị này. Von lụa đẹp nhá, mặc quá trời xinh luôn. Cái mã áo yếm này các chị mua ngoài, mua các chỗ khác khoảng 120 trở lên luôn. Hôm nay em sale nhá, 60k. Màu đỏ này, màu xanh này và hoa vàng nhá. Màu đỏ, màu xanh và hoa vàng. Chị nào lấy màu nào comment màu đấy kèm số điện thoại cho em. Màu kèm số điện thoại cho em nhá. 100 sale còn. Chị lấy cái em đang mặc rồi ok. Chốt cho chị Lan Hương cái em đang mặc. Chị Lan Hương ơi cho em xin lại số điện thoại đi. Cho em xin lại số điện thoại. Nào mọi người chia sẻ thật nhiều để em tiếp tục sale nào. Tiếp tục sale giá rẻ nào các chị nào. Dạ. Chị Lan Hương lấy màu đỏ với lại màu xanh này, này. Rồi ok, chốt cho chị Lan Hương hai chiếc màu đỏ màu xanh. Quá trời đẹp luôn. Màu hoa vàng. Rồi ok, chốt cho chị Bảo Ngân màu hoa vàng này. 53 cân mặc vừa không em? Cái màu hoa vàng này 53 cân mặc vừa này. Hết rồi em. Đâu còn đâu, hết rồi. Chị Bảo Ngân lấy hoa vàng cho em xin số điện thoại nhá. Đây hoa vàng mặc lên quá đẹp luôn này. Đang sale là 60k nhá chị nhá. 60k dành cho các chị chia sẻ livestream 5 lần nhá. 60k dành cho các chị chia sẻ livestream 5 lần. Mã hoa này hết rồi. Chị Bảo Ngân lấy hoa vàng cho em xin số điện thoại ạ. Còn cái áo ngọc không? Áo ngọc còn mỗi một cái ở trong túi nào ấy. Thôi không phải gì đâu, đến mã nào thì bán mã đấy mẹ. Vâng, cái mã này bèo gấu đấy chị này. Rồi ok, like xong em check này. Ai lấy hoa vàng comment nhá, 60k nhá mọi người nhá. Hoa vàng này 60k này, 100 sale còn 60 dành cho các chị chia sẻ like 5 lần này. Ai lấy hoa vàng comment hoa vàng kèm số điện thoại cho em nhá. Em cái này là bao gấu. Đây còn hai chiếc hoa vàng này. Rồi ok, chia sẻ 5 lần mua áo này 60k nhé chị Võ Lan Anh nhá. Còn hai chiếc hoa vàng này, chất von quá đẹp luôn nha các chế nha.
Chất von quá đẹp luôn. Đấy. Em còn nhá, ai lấy hoa vàng comment hoa vàng kèm số điện thoại. 100 chia sẻ like còn 60 này. Em chào chị Huyền Trần ạ. 100 chia sẻ like còn 60 nhá. Ai lấy hoa vàng comment hoa vàng này. Nào mọi người chia sẻ lên 50 view để tặng quà nào các chị nào. Chia sẻ lên 50 view tặng quà nhá. Chia sẻ lên 50 view đi. Rồi ok Hải, Chu. Em cho chị cái không bèo. Hoa vàng này toàn bèo đó chị ạ. Hải Chu, Hải Chu. Hoa vàng đỏ, vàng đỏ. Nào, chị nào lấy hoa vàng bèo thì comment nào. Hoa vàng bèo thì comment nhá. Còn duy nhất một chiếc này. Còn không em đây, áo 60k em còn một chiếc này chị Huyền Trần này. Mã em đang mặc nhá, màu như em đang mặc luôn. Màu như em đang mặc luôn. Các chị 53 cân, 53, 54 cân quay đầu mặc thoải mái nhá. Từ 40 cân trở lên đến 53, 54 cân này. Đấy, quá đẹp luôn, kể cả các chị mặc với váy sơ vin vào như thế này. Đấy, sơ vin vào nhá, quá đẹp luôn. Yếm nhá mọi người nhá, yếm xinh luôn. Đang sale nhá, 100k sale còn 60 này. Còn một chiếc hoa vàng thôi. Ai lấy đi comment rồi ok. Chốt cho chị Nga Nguyễn này. Ok nhá, em có mẫu nhá. Một vàng một đồng. Không có sai chị Nhung Nhung Linh ơi, hàng một sai. Đây tiếp mã này này các chị này. Tiếp mã hoa nhí này nhá. Tiếp mã hoa nhí này. 55 cân, 55 cân cao khoảng 1m6 thì vừa. 55 cân vừa chị ạ. Tiếp mã hoa nhí này nhá. Cái đỏ đằng sau. À. Đây chị Hải Chu ơi đây nhá. Cái đỏ đằng sau là váy nhá. Váy 99k nhá. Nếu mà chị lấy cùng luôn thì ok cho em này. Nếu mà lấy luôn thì ok cho em nhá Hải, chị Hải Chu nhá. Mã này 56, 57 cân quay đầu vừa này. Sale 99k này. 120 sale 99k váy hoa đỏ nhá. Nếu mà lấy thì ok là váy đỏ cho em nhá. Hoa nhí này các chị này. Hoa nhí như em đang mặc nhá. Sale 50k. Sale 50k dành cho các chế chia sẻ like 5 lần này. 50k dành cho các chị chia sẻ like 5 lần. Ai lấy thì comment hoa nhí cho em này. Hoa nhí kèm số điện thoại. Rồi ok, một áo đen hoa đỏ. Áo đen hoa đỏ hết rồi các chị ơi. Áo đen hoa đỏ em hết rồi. Hoa nhí này, hoa nhí như em đang mặc nhá, 55 cân quay đầu vừa nhá các chị nhá. Ai lấy thì comment hoa nhí kèm số điện thoại, sale là 50k. Từ 40 cân đến khoảng 53, 54 cân. Chị nào người gọn 55 cân mặc vẫn vừa này. Ai lấy comment hoa nhí kèm số điện thoại này, sale 50k này. Sale 50k nhá mọi người nhá. À, không lấy chị tưởng áo. À cái đấy là váy chị ạ. Thế thì chốt cho chị một hoa vàng rồi nhá. Chị chọn thêm một sản phẩm gì để em gửi hàng ạ. Chị chọn mẫu khác nhé, chị sắc tím nhá. Nào hoa nhí này 50k dành cho các chị chia sẻ like 5 lần nào. Ai lấy hoa nhí 50k để comment hoa nhí 50k cho em nhá. Em qua mã khác ạ. Bi này, teo 50k. Đây nha các chị nha, mã bi này. Mã bi này cũng sale 50k dành cho các chị chia sẻ like 5 lần này. Ai lấy comment bi này. Siêu rẻ đó chị. Toàn sale siêu rẻ luôn nha. Mấy chục này. Không có ai 55 cân quay đầu thoải mái. 50k dành cho những ai chia sẻ like 5 lần. Chọn từ 2 sản phẩm trở lên thì em mới gửi hàng nhá. 50k nào. Ai lấy comment bi kèm số điện thoại cho em nào. Bi kèm số điện thoại này. Đây bi nhá các chị nhá. Chị xem bộ 2 dây màu giống váy hoa hồng đằng sau. Rồi ok, ok Linh Cute. Nào ai lấy bi comment bi nào. Đây bộ 2 dây này. Mấy sản phẩm? Từ 2 sản phẩm trở lên thì em sẽ gửi hàng nhé bác chị nhá. Từ 2 sản phẩm trở lên thì em sẽ gửi hàng. Ai lấy bi comment bi này. 50k thôi nhá mọi người nhá. 50k dành cho những ai chia sẻ like.
Dành cho những ai chia sẻ like 5 lần nhá. Có áo sơ mi nhá, chấm bi trắng ở dưới bao nhiêu? Chấm bi trắng váy để em sale 99k này. Chấm bi trắng váy sale 99k nhá chị Khoai Lang nhá. Đây bộ hoa đây. Bộ hoa đây, 150 sale còn 90k đây. 150 sale 90k quần váy nhá chị nhá. Quần váy này 50 cân quay đầu. Quần váy áo dây này. Áo chống nắng em còn. Áo chống nắng em còn nhá. Đây, một bộ siêu xinh luôn nhá, cả set siêu xinh luôn này. 90k cả set 50 cân quay đầu nhá mọi người nhá. 90k cả set 50 cân quay đầu. Còn áo sơ mi chấm bi đỏ tay ngắn không em, bỏ vào đơn cho chị một cái. Áo sơ mi áo sơ mi chấm bi đỏ tay ngắn còn, chốt cho chị Thùy Nhung này. Cái đấy đẹp lắm. Đây chị Nhung ơi, cái này chị mặc đi làm quá đẹp luôn nhá. Đi làm quá đẹp luôn, em chốt cho chị Nhung cái này này. Thùy Nhung có đơn rồi. Đây hàng đẹp. Quá đẹp luôn. Bộ dây sale 80k. Bộ dây để sale 80k sale lỗ vốn luôn, đằng nào cũng lỗ luôn nhá mọi người nhá. Bộ dây sale 80k cho những ai chia sẻ livestream 5 lần này. 50 cân quay đầu nhá. Đây. Rồi ok, cho chị Linh Cute một bộ dây này. Em còn 2 bộ dây nhá. Còn 2 bộ dây ai lấy comment. Chị Linh có đơn rồi này. Nào, 80k dành cho những ai chia sẻ like 5 lần nào. Quá rẻ, quá đẹp luôn này. 150 nha mọi người nhá. Quá rẻ luôn. 150. Áo chống nắng cho chị bộ dây này nhé. Rồi ok, chị Bảo Ngân thêm một bộ dây nữa. Chị Bảo Ngân cho em số điện thoại đi. Bộ này 50 cân quay đầu nha các chế nhá. 50 cân quay đầu này, áo baby doll này, hàng đẹp luôn. Hàng quá đẹp luôn, quần là quần váy nhá. Quần váy luôn các chị nhá. Quần váy quá xinh luôn này. Đây. Bộ này lên quá đẹp luôn. Mặc lên rất là tôn da. Chị lấy quần màu kem, bỏ màu cam đất. Rồi ok chị. Nào ai lấy nào, bộ dây đẹp lắm, mặc mà. Đấy chị Thi Ốc lấy bộ dây nhà em rồi đấy, đẹp mà, chất đẹp mà các chị nhỏ. Lần trước là em bán 100 hay 120 đúng không chị Thi Ốc, lần này em sale. Đấy, em còn vài bộ thôi em sale này. Rồi chốt cho chị Bảo Ngân. Mẹ cứ ghi link. Đây đây, đơn chị ấy đấy rồi. Đúng rồi. Mẹ bỏ quần cam ra lấy luôn quần đen. Rồi ok, ai lấy bộ dây comment nhá. Còn một bộ thôi, một hai bộ gì đấy, ai nhanh tay sẽ được này. Sale 80k này. Lần trước là em bán hơn 100 hay sao ấy, em cũng không nhớ lắm. Đấy, sale là 80k. Đấy, mua 120 đúng không? Em cũng nhớ là em bán hơn 100 mà. Bây giờ là sale lỗ vốn luôn. Nào ai lấy áo như em đang mặc thì comment đi nhá. Đi sale 50k này, hôm nay em sale rẻ lắm nên là các chị tranh thủ mua đi này. Sale rẻ, cực rẻ luôn. Ai lấy comment đi kèm số điện thoại cho em, 55 cân quay đầu là bao vừa nhá. Đổi mẫu nha mọi người nha. Cả cái áo đen hoa đỏ yếm vẫn lấy. Rồi ok chị. Áo ở đằng sau em có tay hay. Áo váy. Đằng sau em là váy nhé Bích nhá. Ok, cảm ơn tình yêu. Đấy, chân váy hôm đấy anh em bán chị 80k đúng không? Chân váy đấy quá rẻ luôn, giá nhà em. Giá lẻ còn rẻ hơn cả giá xỉ ở chợ đầu mối luôn các chị ạ. Đây nha, còn một chiếc áo màu đỏ này các chị này. Sale 50k nhá. Sale 50k dành cho chị nào chia sẻ livestream 5 lần. Đây ạ, có chị nào xem lại bộ hoa dây này. Bộ hoa dây này nhá, các chị lần trước mua nhà em hơn 100 luôn. Nhưng mà lần này em còn 2-3 bộ, em sale là 80k.
50 cân quay đầu nha các chị nhá, 50 cân quay đầu bạc rất là mát và đẹp luôn. Khách mua nhà em nhiều thì biết đấy, các chị có thể đọc comment bên trên. Đấy, 80k này. Chị nào lấy comment bộ hoa dây kèm số điện thoại cho em nhá. Quần 50 cân quay đầu quần váy này. Quần váy quá xinh luôn nhá mọi người nhá. Quần váy quá xinh luôn, ai lấy comment bộ hoa dây kèm số điện thoại cho em. Hơn là mua một cái quần luôn á. Rẻ cực kỳ, 80k. Ở nhà em ở km 24 Tuyên Quang nhá chị nhá. Đây nhá, mọi người ơi, một chiếc áo màu đỏ này sale là 50k nhá, mọi người tầm khoảng 53 cân quay đầu này, 53, 54 cân quay đầu nhá, từ 45 đến 53, 54 cân quay đầu, mặc vừa áo đỏ này đẹp này. Chị nào lấy đỏ comment đỏ cho em này. Đây, mã này các chị sơ vin đẹp luôn này. Nào mọi người chia sẻ lên 50k, 50 người xem đi. Em bán bộ 19k cho mọi người. Cho chị một bộ 2 dây. Chị nào lấy bộ hoa 2 dây thì comment bộ 2 dây kèm số điện thoại nhá. Hoặc là comment bộ hoa. Bộ hoa kèm số điện thoại cho em. 2 bộ, còn 2 bộ. Còn một bộ nữa nha. Chị tranh thủ mua cho ngay sale bởi vì mai đi lấy hàng về. Nào ai lấy áo đỏ này comment này, comment sơ mi đỏ kèm số điện thoại cho em này. 50k này các chị này, 50k áo đỏ này nhá, quá rẻ luôn đúng không? Quá rẻ luôn mà chất lại đẹp nữa, chất von đẹp. Giá rẻ hơn giá buôn, rẻ như cho mà không bị lo đắt. Cảm ơn chị Hoa Lung Linh. Chị Hoa Lung Linh cũng mua nhà em, khách quen, toàn khách quen nhà em được các chị ạ. Rồi ok, chốt cho chị Oanh Dân này. Chị Huyền ơi, chị Huyền Trần ơi, áo đi nắng nhà em chỉ còn áo ngắn thôi, áo bò với áo hoa. Nếu mà chị muốn xem áo ngắn thì ok cho em nhá. Áo dài thì mai nào. Ở đây. Ai lấy bộ hoa comment nhá. Nào chị lấy gì em gửi luôn nhá, chị Dương Thanh nhá. Đây. Ai lấy áo hoa đỏ thì comment sơ mi đỏ cho em. Khách nhà Dương Thanh ngày nào cũng qua thì có thể gửi xe cho nhanh. Nguyễn Hà ai ship xuống thành phố là 20k một đơn hàng nha. Đây em qua mẫu này các chị này. Có áo của áo thun có, áo crop top có. Em qua mã này các chị này. Mã này đẹp luôn này, sale 50k nhá. Chị chia sẻ lên 50k, 50 người đi để còn tặng quà cho các chị nào, mọi người chia sẻ đi nào. Chân váy đi mặc còn nha, còn đủ size SM. Cho các bạn từ 52, từ 40 đến 52 cân. Đây nhá, áo chất đũi này các chị này. Áo chất đũi rất là mát. Sale 50k. Sale 50k nhá mọi người nhá. Mã này các chị tầm khoảng 50 53 54 cân. Từ 40 cân đến 53 54 cân này. Ai lấy comment xanh cốm cho em. Xanh cốm kèm số điện thoại nhá. 48 cân mặc quá đẹp luôn chị Trang Trần ơi. 48 cân mặc đẹp nhá chị ơi. Nào chị nào lấy xanh cốm comment xanh cốm cho em nào. Xanh cốm kèm số điện thoại sale 50k. Quần đùi bò 55 cân còn ạ. Rồi ok. Tí nữa em sẽ sale sang áo thun nhá mọi người nhá. Mọi người chia sẻ nào. Mã này 50k này cho những ai chia sẻ like 5 lần này. 50k nhá. Lấy cho chị áo vàng này luôn. Rồi ok. 45kg vừa đẹp. Đẹp luôn này. Chất đũi mặc thích lắm. Cho chị Oanh Dân một chiếc này. Hơn 100 mình keo đấy, hôm nay keo đấy. Còn 1-2 cái. Còn hết rồi. Với lại là cho chị Trang Trần. Hết rồi nha, mã này hết này. 50k dành cho ai chia sẻ livestream 2 lần nhá. À 5 lần nhá.
đang không tìm thấy. Cái này còn một cái này. Mẹ ơi. Nào mọi người ơi, đổi mẫu giúp em này. Mã này sale 60k này các chị này. Túi Thái này. Làm 10 hết rồi các chị. 50 luôn. 50 nhá chị nhá. 50k quá rẻ luôn này. 50k nhá mọi người nhá, mặc đi làm đi chơi ok đẹp này. Đây. Cái mã này sơ vin cũng đẹp nhá chị nhá. Sơ vin cũng đẹp này. 55 cân quay đầu nhá mọi người nhá, 55 56 cân quay đầu thoải mái luôn. 50k dành cho ai chia sẻ livestream 5 lần. 50k dành cho những ai chia sẻ livestream 5 lần nhá. Chân váy em mặc là 120. Ai lấy trắng comment trắng. Dạ. Chân váy em mặc hàng loại 1 này, bên trong có quần này, chất vải đẹp nhá. Chất vải đẹp luôn, hàng Quảng Châu xịn luôn nhá. Chân váy này chị mặc được ấy chị Lan Hương ạ. 50k sơ mi trắng ai chia sẻ 5 lần nhá. Cho những chị chia sẻ 5 lần này, ai lấy sơ mi trắng comment sơ mi trắng kèm số điện thoại nhá. Sơ mi trắng kèm số điện thoại cho em. Ai lấy sơ mi trắng nào? Rồi ok, chốt cho chị sắc tím một trắng. Chốt cho chị sắc tím một trắng này. À, đúng cái khoảng trâu luôn, siêu mát luôn nha. Sơ mi tím nó còn cả một cái màu hồng. Các chị có đơn rồi là từ 2 sản phẩm trở lên em mới gửi nhá. Người có đơn cố gắng chọn từ 2 sản phẩm nhá. Hôm nay mình được sale giá như rẻ rồi ấy. Quá rẻ luôn rồi, vừa bán vừa tặng đấy, như này, sale 50%. Vừa bán vừa tặng cho các chị chia sẻ like ạ. 50k hồng này, có trắng và hồng này. 50k hồng này, chất đũi mát cực kỳ luôn nhá mọi người nhá, chất đũi rất là mát luôn. Nào, 50k hồng nào, hàng Quảng Châu đẹp nhá. 50k hồng, ai lấy hồng nào? Chị Yến Nguyên có đơn chưa nhỉ? Đâu chị Yến Nguyên nào, đơn chị Yến Nguyên nào? Rồi ok cho chị một chân váy, chị lại nhìn trong mặc chân váy S thôi. Mặc S thôi. Còn trắng không mẹ? Chị Yến lấy trắng à? Ừ. Chị có một áo cốm. Đâu? Đây nha, em còn một hồng này. Chị Yến Nguyễn một chân váy đen. Chị Yến Nguyễn ơi, chị bao nhiêu cân để em lấy size? Bao nhiêu cân để em lấy size ấy nhở? Như hết rồi ấy. Đấy. Hết. Lúc nào gửi hàng alo chị nhé. Rồi ok. Chị Yến Nguyễn bao nhiêu cân để em chọn size váy ạ? Chị Lan Hương chắc chỉ mặc váy S thôi. Hương thì mặc S rồi. Nào áo này em xem 50k nữa chị này. 50k còn một hồng này. 50k còn một hồng nhá. Ai lấy hồng comment hồng này. Chân váy này là 120 nhá. Chân váy này là 120 chỉ có đen thôi. Chân váy nhen đâu mà chỉ có đen, quần giả váy chứ không phải chân váy, quần giả váy nhá. Quần giả váy. Bên trong cũng là bên trong có quần mọi người ạ. Quần chất như váy luôn chứ không phải là. Đây đẹp cực kỳ luôn, đằng sau đẹp luôn. Đằng sau quá đẹp luôn. Chị Yến Nguyễn bao nhiêu cân để em chọn size? Đây nhá, áo hồng này. 52 cân, 52 cân, cao mét bao nhiêu hả chị? Hồng nhá mọi người nhá, hồng quá đẹp này. Sale 50k nhá, ai lấy hồng comment nhá.
52 cân. Loa này có nằm sao kéo hết rồi. Nào mọi người chia sẻ thật nhiều vào nào. Mọi người chia sẻ thật nhiều nhá. Hoa hàng Gto này, hoa hàng Gto này em cũng sale 50k cho các chị này. Hoa hàng Gto này em cũng sale 50k cho các chị luôn nhá. 52 cân mặc size M này mày này. M có đang mặc ấy. Cao bao nhiêu? Không biết. Ờ, mặc L thì càng tốt, còn có L thì càng tốt. Chỉ là 52 cân cao bao nhiêu? Cũng là 1m6 thì mặc M thôi mà thôi. Trên. Nào, mọi người chia sẻ nhiều lên nhá. Em sẽ bán mã này cực sốc luôn này. Hàng đẹp nhá, hàng Gto đẹp luôn này các chị này. Đây, lấy vào đã 100 mấy rồi, hôm nay sale 50k luôn. Sale 50k nhá, hoa như em đang mặc này. Hoa như em đang mặc 53 cân vừa nhá. Ai lấy hoa trắng em đang mặc thì comment hoa trắng 50k này. 53 cân quay đầu vừa này, 52, 53 cân là cùng nhá. À chân váy không giảm nhá mọi người nhá. Chân váy không giảm ạ. Áo em đang mặc là 50k, hôm nay sale hết. Sale hết 50k nhưng mà mọi người phải chia sẻ nhiều vào hội nhóm nhá. Tô đấy chất xịn lắm luôn. Chị nào chia sẻ nhiều vào hội nhóm tăng lượt chia sẻ lên em sẽ bán với 50k này. Chị Vân Thùy có đơn chưa nhở? Chị Vân Thủy có đơn chưa ạ? Rồi ok, chốt cho chị Trang Trần hoa trắng 50k, mọi người phải chia sẻ thật nhiều cho em nhá. Vẫn còn hoa trắng mà. Đây để mình tìm cho. Bên này này, này. Cái đấy có sai gì? Sắc tím ơi, có sai L nha. Có SML nhá. Chị Thao Thao bảo thứ hai cái xem màu nào. Chị Hải Chu một hoa trắng này. Có sai L. Nguyễn một hoa trắng này. Chị Vũ Dung Quân cũng lấy hoa trắng này. Trắng này. Chốt cho chị Trang Trần một hoa trắng rồi. Chốt cho chị Trang Trần cái hoa trắng mở ấy. Hoa trắng hết rồi nhá mọi người nhá. Đây hoa tím này các chị này. Hoa tím này nhá. Hoa tím này từ 50 cân trở lên nhá. Từ 50 cân trở lên đến khoảng 55-56 cân này. Hoa tím này rất là mát luôn, 50k nhá. 50k hàng Gto xịn luôn, dành cho ai chia sẻ livestream 5 lần này. Hoa tím này, ai lấy hoa tím comment này. Chị Trang Trần có hoa trắng nhá. Becky em có nhá. Becky có ạ. Hoa tím này 50k từ 50 cân trở lên đến khoảng 56 cân này. Đến khoảng 56 cân nhá mọi người nhá. Cái này size L đúng không? Đây, chị Huyền Trần hoa tím. Chị Huyền Trần có đơn chưa nhở? Chị Huyền Trần cho em xin số điện thoại. Huyền Trần. Áo này toàn hàng hơn 100, chất xịn lắm mọi người ạ. Cái chất von nó mềm đẹp lắm nhá mọi người nhá. Chất von mềm đẹp. Hàng hãng mà. Đẹp lắm. Hàng hãng nhá, hàng Gto đẹp mà các chị. Hàng Gto đẹp. Chị Huyền, đúng rồi, chị Huyền Trần lấy hoa tím. Cho em xin số điện thoại. Hoa tím dành cho chị nào chia sẻ livestream 5 lần trở lên này. 50k nhá mọi người nhá, 50k hết luôn, hôm nay sale hết. Hôm nay sale hết nha mọi người nha, sale rẻ luôn, sale lỗ vốn luôn. Mọi người chia sẻ thật nhiều cho em nào. 50k hoa tím, còn duy nhất một chiếc hoa tím. Em còn một chiếc hoa tím này, ai lấy comment hoa tím kèm số điện thoại cho em 50k thôi. Mọi người cách chị tầm khoảng từ 50 cân đến khoảng 56 cân nha mọi người nhá, 50 cân đến 56 cân. Hoa tím.
Cái này mát mà. Không bán nữa, để mặc. Để mình mặc. Cái này chất mát, cái này hàng, hàng hãng. Mẹ ơi, cái trắng này mẹ nhặt ra bỏ xoài, mẹ không bỏ vào này. Có xoài đây. Đây nhá, hàng gờ tô đẹp luôn này. Đây nhá, hồng nhá các chị nhá. Hồng hàng gờ tô đẹp này. 52, 53 cân quay đầu mặc vừa nhá. Ai lấy hồng comment hồng cũng sale 50k luôn. Cũng sale 50k nhá các chị nhá. Chị Yến Nguyễn trắng. Không phải, sơ mi trắng. Đúng rồi mẹ ạ. Mẹ bỏ luôn là túi chị ấy đi, mẹ còn ghi vào đấy làm gì. Rồi ok. Hồng với chị Trang Trần này. Sale rẻ bất ngờ luôn. Toàn hàng đẹp nhưng hôm nay sale rẻ hết nhé mọi người nhá. Em hết hồng rồi ạ, hồng cho chị Trang Trần rồi ạ. Trang Trần có đơn rồi mà mẹ. Đây nhá, xanh lá này. Xanh lá 50k, 55 cân quay đầu nhá mọi người nhá. 55, 56 cân quay đầu vừa hết nhá. Còn một chiếc xanh cố và một chiếc xanh coban này. Đây nha, toàn bộ là hàng gờ tô đẹp luôn. Hàng gờ tô đẹp nhá. Những cái mã này 55, 56 cân quay đầu các chị vừa hết. Còn một chiếc xanh lá và một chiếc xanh coban 50k, ai lấy thì comment nhanh này. 50k chia sẻ like 5 lần nhá. Váy vàng đính cúc trên tường 130. Cảm ơn chị Trang. Xanh coban cho chị Huyền Trần này. Chị Huyền ơi, cho em số điện thoại. Mọi người phải chốt màu kèm số điện thoại nhá. Rồi ok, em sẽ like từng mẫu một. Mọi người chia sẻ thật nhiều lên cho em nhá. Hôm nay em sẽ xả rất là rẻ. Nhưng mà các chị phải chia sẻ thật nhiều vào hội nhóm nhá. Lên 50 người xem em sẽ xả rẻ nữa luôn. Em đảm bảo là xả rẻ nữa cho các chị sẽ xả thật, thật nhiều mẫu luôn. Rồi chốt xanh coban cho chị Huyền Trần này. Nhưng mà các chị đơn phải từ 2 sản phẩm lên em mới gửi nhá. Đơn từ 2 sản phẩm em mới gửi này. Nào còn một chiếc xanh lá này, ai lấy xanh lá comment này. Chị lấy luôn cả đôi đi, bởi vì nó rẻ lắm, hàng gờ tô chất cực đẹp luôn. Rồi ok cho chị Đặng Trang xanh lá. Vâng. Chị Huyền Trần xanh lá. Hết rồi nha các chị ơi. Sơ mi hoa 3D nhá. Sơ mi hoa 3D này. 50 cân đổ lại nhá chị nhá. 50 cân đổ lại cũng sale luôn. Sale luôn 50k này. Cái sơ mi này rất là lạ luôn này, mặc lên nhìn rất là chất luôn. Đây, đây rất là đẹp. Xem mà cho các chị xem ơi, con ấy kiểu gì như thế này. Đây này, là bên này là buộc này, từ bên này chỗ này này. Chỗ này buộc như này à? Buộc một cái rồi chứ. Thế mà mẹ buộc một cái. Buộc như nào? Mẹ thường nghĩ bị buộc như nào?
Buộc đúng rồi, con buộc đúng rồi. Đây nha, sơ mi hoa này. Sơ mi hoa này nhá, 50k này. Hoa 3D nhá chị nha. Hoa 3D này. Còn nhiều áo khoanh nách lắm Thảo Thảo ơi. Bạn đợi lát nha. Nào ai lấy nào? Trang Trần lấy hoa 3D. Rồi ok. Thôi cho chị Trang Trần. Hoa 3D này dưới 50 cân thôi nha. 50, 51. Có size to nhé chị Hàng Thái ơi. Hàng Thái lại có cái áo tím đấy. Cái này còn mỗi một cái à, sao ít này. Này. Đây nha, tiếp qua mẫu thổ cẩm này, hàng Quảng Châu đẹp này các chị này. Dáng rộng mà. Đây nhá chị Hằng Thái có size to đây này. Chất này lụa đũi siêu mát luôn này. À ngày siêu siêu rẻ đi cho các chị sắm tay. Đây nhá các chị nhá. Sale này 40k này. Cái này là dáng rộng á, ai thích dáng rộng kiểu lạ lạ ấy thì mặc cái này đẹp này. Ủa, cái này mặc còn mát. Đây nhá, em sale 40k này. Ai lấy đi comment thổ cẩm cho em này. Thổ cẩm nhá. Thổ cẩm cho em. Thổ cẩm này sale 40k này. Ai lấy comment thổ cẩm cho em này. Chất đũi nha mọi người nhá. Chất đũi hàng Quảng Châu rất là mát luôn. Chất thì không phải nghĩ rồi, chất cực quần mát. Khoác hoặc quần bó lách tinh ý. Chất siêu mát luôn. Sơ mi hoa 3D em chốt cho chị Trang Trần ạ. Đây nhá. Ai lấy cái này thì comment thổ cẩm cho em này. Chết, hôm nay sale rẻ quá. Nào mọi người chia sẻ thật nhiệt tình lên cho em nào. Sale một mẫu siêu sốc nào. Mọi người chia sẻ thật nhiều lên nhá. Đây nha, mẫu này rất là đẹp này. Đây, mẫu này rất là đẹp nhá. Em cũng sale 50k thôi này mọi người này. Em cũng sale 50k nhưng mà mỗi người phải chia sẻ giúp em 3 lần. Mỗi người phải chia sẻ giúp em 3 lần nhá. 51 cân quay đầu đẹp nhá. Mình nhắn trước mà em nhìn thấy comment của chị trước. Em nhìn thấy comment của chị Trang, Trang trước. Em có màu trắng, màu hồng và màu vàng nhá. Trắng, hồng, vàng, 50k, ai lấy câu nào comment cho em. Hôm nay sale rất là nhiều mẫu, siêu đẹp, siêu rẻ. Mỗi người chia sẻ 3 lần này. Mỗi người chia sẻ 3 lần nhá. Trắng, hồng, vàng, mỗi người chia sẻ 3 lần. Tầm khoảng 50-51 cân quay đầu thôi nhá mọi người nhá. 50 cân quay đầu này. 50 cân quay đầu, các chị 40 cân trở lên mặc là đẹp. Màu trắng, màu hồng với màu vàng nhá. 50 cân thôi nhá, ly 50 cân, 51 cân đấy. Nhưng mà chỉ mặc tầm 54 cân không vừa nhá.
sale 50k này, hàng đẹp này. Đẹp cực kỳ luôn nhá các chị nhá. Sale 50k này quá đẹp luôn. Màu hồng nữa này. Màu hồng, màu vàng, màu trắng nhá. Màu hồng, màu kem, màu trắng. Có ai chốt mã này không comment màu cho em này. Em xem. Đầm màu vàng phía sau cửa. Chấm bi này hay là cái hoa vàng? Chấm bi hay hoa vàng ở Như Quỳnh. Đây có ai chốt mã này không? Mã này đẹp mà các chị. Mã này quá đẹp này. Hàng vừa lấy xong ấy, mình thôi hôm nay sale 50k. Rồi ok cho chị Lan Hương Hồng này. Em chỉ còn mấy chiếc thôi, ai lấy comment nhanh tay này. Hồng nhá. Các chị 50 cân quay đầu mặc đẹp. 50 cân quay đầu mặc đẹp luôn này, hồng nhá. Như Quỳnh ơi, cái đầm bi đấy chỉ khoảng 44 cân quay đầu thôi Như Quỳnh ạ. Đây này, hồng trắng này. À hồng hết rồi. Còn trắng với kem nhá. Còn màu trắng với màu kem sale 50k. Thảo không mặc được. Đó, từ 50 cân đổ lại thôi. Mã này từ 50 cân, từ 40 đến 50 cân thôi. Ly 51 cân đấy mặc. Nhưng mà ly người ly dưới trên thôi. Em qua mẫu này, ai lấy thì comment nhá. Quá rẻ, quá đẹp, bèo quá đẹp luôn. 50 cân không vừa đâu Như Quỳnh ơi. Mã đấy á, nếu mà 50 cân thì mai về hàng nhé Như Quỳnh nhá. À cái này có ở đây này. Ai lấy áo như em đang mặc thì comment nhá. Còn màu trắng với màu cam, màu kem với màu đen. Chị nào cũng lấy sơ mi hoa 3D mà bây giờ thì phải áo này rất là xinh luôn này. Đây nhá, em có mua chiếc hoa này rất là xinh này. Sale 50k nhá, 48 cân quay đầu nhá. Em 50 cân đấy các chị mà gọn thì 50 cân mà còn... Em 50 cân thì em vẫn mặc được. Nhưng mà các chị tầm khoảng 48 cân quay đầu là đẹp này. Sale 50k 48 cân quay đầu này. Đằng sau cũng xinh lắm, mã này xinh à. Này rất là xinh luôn. Sale 50k. Ai lấy thì comment hoa nhí cho em nhá. Hoa nhí kèm số điện thoại 50k cho những ai chia sẻ like 5 lần nha. Tay đính cúc được vào nhưng mà em không đính. Nào ai lấy hoa nhí nào. Hoa nhí comment hoa nhí kèm số điện thoại cho em nào. Hoa nhí kèm số điện thoại sale 50 nào. Mọi người chia sẻ thật nhiều đi nào. Mọi người chia sẻ thật nhiều nhá. Mọi người đừng vội thoát ra. Tại vì em sẽ sale rất là rẻ luôn đấy ạ. Mọi người đừng vội thoát ra nhá. Em sẽ sale rẻ lắm. Rồi ok. Chốt cho chị Trang Trần Hoa Nhí này. Đổi mẫu nhá mọi người nhá.
Đây nha các chị nhá, tiếp nào, tiếp tục mọi người chia sẻ nào. Tiếp tục mọi người chia sẻ, còn một chiếc vàng và một chiếc bi trắng này. Sale 50k này. Một chiếc vàng và một chiếc bi trắng sale 50k nhé mọi người nhá. Nào dưới 50 cân thì quất luôn cả đôi này, đi sale rất là rẻ luôn, hàng thời trang rẻ mà lại rẻ lắm. Cái mã này mà không bệt vai cũng được nha. Còn một chiếc vàng và một bi trắng sale 50k cho ai chia sẻ like 5 lần này. Dưới 50 cân nhé mọi người nhá, từ 40 cân trở lên đến 50 cân này. Bi trắng và vàng sale 50k này. Ai lấy comment nhá, bi trắng với vàng này. Còn hàng trăm mấy giờ nó mới sale. Toàn bộ các chị mua 120 hết nhé mọi người nhá. Toàn bộ đều là mua 120 hết. Nào mọi người chia sẻ đi nào. Mọi người chia sẻ nào. Áo trắng ban nãy chị mặc còn không. Áo trắng nào nhờ Nguyễn Duy nhỉ? Đây nha, em sale. Em sale mã này 50k này, ai lấy comment này. Còn một vàng và một bi trắng này. Hàng đẹp mà giá siêu rẻ luôn. Giá quá rẻ luôn nhá, có ai lấy mã này không nào? Mọi người chia sẻ thật nhiều cho em nào, các tình yêu nào. Cơ hội mua hàng đẹp giá rẻ đấy các chị, mua đi toàn hàng shop đẹp thôi. Nhưng mà hôm nay sale đấy, sale shop là một nửa luôn. Bởi vì mỗi mã chỉ còn một cái ấy, nên mọi người tranh thủ mua đi, không phải là hàng xấu mà giá rẻ rẻ đâu. Các bạn nhận được hàng biết nhé, hàng là hàng tuyển shop hết, hàng đẹp. Hôm nay còn mỗi mã một cái theo hết. 52 cân người gọn vừa mà chị. 50 cân đổ lại là đẹp. Nếu mà các bạn gọn thì 52 cân vẫn mặc được. Ly đang 51 cân, ly mặc vẫn thoải mái. Nhưng mà nếu mà mình cứ khuyến cáo cho các bạn là từ 50 cân đổ lại. Em thì 51 cân em vẫn mặc được, nếu mà người gọn ấy. Người gọn thì vẫn mặc thoải mái chị ạ. Nào em còn màu vàng với lại là bi trắng này. Có chị nào lấy nốt không nào? Siêu xinh luôn ấy. Siêu xinh luôn, ai chốt thì comment nhanh nhá. Em chỉ còn vài chiếc thôi. Ai lấy thì comment nhé, để em qua mẫu cho mọi người nhé. Đây nha, chuyển qua cái mã hàng Quảng Châu này các chị này. Hàng Quảng Châu cực là hot luôn, cực là đẹp luôn này. Cũng sale 50k này mọi người này. Sale 50k, 55 cân quay đầu. Chị sắc tím bao nhiêu cân nhở? Chị sắc tím bao nhiêu cân để em chọn của Becky. Tại vì của Becky em còn lẻ sai ấy. Vàng này nào các chị nào. Vàng này nhá, sale cũng 50k luôn này. Toàn bộ sale hết, mày sale hết luôn. Toàn bộ sale hết 50k này.
giấy vàng comment vàng cho em nhá. Em có size L. Đây. 55 56 cân quay đầu mặc vừa có size nhá. Rồi chị thích ốc. Đẹp okay, lắm. Ok cho chị. Cái này bi trắng. Bi trắng. Bi trắng không vừa được đâu. Bi trắng thì 50 cân thôi. Bi trắng chỉ 50 cân thôi chị ạ. Cô lấy áo này này đẹp này. Hàng xịn luôn này. Bi trắng chỉ 50 cân thôi. Em sợ bi trắng chứ không vừa. Hình như những bộ dây này không ạ, chị lấy chị vẫn vừa. Nào có ai lấy áo vàng như em đang mặc không nào? Ai lấy vàng như em đang mặc thì comment là vàng nhá. Có ở đằng này này. Size còn size M, không biết được không size M không. À đây cho chị Trang Trần một cái size M đây. Cho Trang Trần một cái size M nhá, hàng này xịn lắm mọi người ạ. Các bạn mua shop á khoảng hơn 200 ở Quảng Châu, quá đẹp luôn ấy, nhưng mà mình còn một hai cái treo lỗ một nửa luôn. Đây. Chất của nó quá đẹp luôn này các chị xem. Thêu đẹp lắm, hàng này hàng xịn luôn. Còn đấy cho chị Trang Trần cái size M. Size M thì từ 50 cân đổ lại. Đây em chốt cho chị Trang Trần một cái M này. Còn đẹp cái liên bằng là size L đấy, từ 50 cân đến 55 cân. Nào ai lấy nốt cái em đang mặc không nào, 50k này. Hôm nay sale gì cũng rẻ luôn. Sale gì cũng rẻ luôn nhá mọi người nhá. Chị hôm nay mua 1 được tặng 1 luôn. Ai lấy thì comment vàng cho em nào. Cô Hào thích áo, chị Hào thích áo vàng này vừa đấy. Xeo áo kiểu trước nhé. Xeo áo kiểu trước rồi để nó phông nhé, áo phông này. Còn cả lớn luôn, rất là nhiều áo phông. Áo phông hàng Quảng Châu, phông hình, phông đá hôm nay xeo rất là rẻ luôn nhé. 450k một áo phông, chất toàn hàng xịn thôi. Mỗi mã còn một hai cái thì chị xeo, siêu rẻ cho các bạn luôn. Bạn nào mua áo phông thì đợi một lát nhá. Đây nha, xanh rêu này các chị này. Xanh rêu baby doll này. 55 cân quay đầu nhé. 50k luôn. 50k. Chị sắc tím lấy một vàng à. Sắc tím lấy một đơn à. Nào, ai lấy xanh rêu nào. Mã này 55 cân vẫn vừa nhé. Ok, chị sắc tím nhé. Sắc tím lấy một đơn một áo tím rồi. Ông hết size M rồi sắc tím ơi. Mình còn size L nha. Ông kiểm tra đấy thôi. Ra đây còn đầy này. Đấy con vừa cởi ra cũng là L à. Size L là size như em vừa mặc á. Size L là size em vừa mặc ấy chị, sắc tím. Hết size M rồi. Anh cũng hết rồi. Đây nhá, ai lấy xanh rêu comment xanh rêu này. 50k này mọi người này. Nhá, có ai lấy xanh rêu không ạ? Em qua mẫu này. Size L thôi bạn có lấy, ok nhé. Size L thì từ 50 đến 55 cân.
Đây nha các chị này, tiếp một mã này. Vàng đá nhá mọi người nhá, vàng đá này. Toàn bộ là đá đẹp luôn. 51 cân quay đầu nhá, theo 50k này. Vàng của đen combo luôn hai cái thì sale vào mặt lửa rồi, hàng đá đẹp luôn, đá quá đẹp luôn này, sale lại còn quá rẻ luôn này. Em sale 50k nha, chất siêu mát luôn nha mọi người nhá, hàng Quảng Châu chất xịn luôn. Tập khoảng cứ 50 cân quay đầu là đẹp. Từ 40 cân này, 50 cân này, đen này các chị này. 40 đến tầm 52 cân nhá. Các chị nhìn đá thêm đẹp không? Đá quá thích luôn này. 50k. Chưa sốc. Lấy vào gần 100 bây giờ bán 50k. Màu còn một cái. Đen này nhá mọi người nhá. Vàng thì như em mặc. Đó, đủ màu đấy, còn đủ màu. Đen này rất là đẹp luôn, đen Chanel nhá. Đỏ này các chị này. Đỏ nhá. Cam nhá, pha lê luôn. Đỏ, cam, vàng, đen. Đỏ, cam, đỏ, cam, vàng, đen 50k. Ai lấy comment này. Đỏ, cam, vàng, đen 50k, ai lấy comment cho em này. Quá đẹp luôn nhá, đẹp quá trời luôn. Nào có ai chốt mã này không? 50 cân quay đầu thôi, áo phông hàng Quảng Châu đẹp. Hàng Quảng Châu đẹp nhá, các chị nhìn cái phần đá của nó là biết rồi này. Đá của nó rất là long lanh luôn, đấy, đá rất là sáng nhá. Hàng chất cốt tông 100%, quá mát luôn ấy. Siêu mát luôn, mọi người nhanh tay đi nào. Chị mua combo đi, nhất cho chị hai cái. Đẹp lắm, đá sáng lóng lánh luôn, toàn hàng xịn, chất thì mát. Chất quá mát luôn, mọi người mua luôn hai cái đi, đẹp lắm ấy, thật sự ấy. Em hỏi thật luôn, đẹp thật sự luôn. Đẹp thật sự như thế này mà chỉ có 50k này. Rẻ không, đá này sáng gọi là lóng lánh luôn. Nào ai lấy thì chốt cho em nhá, đá đẹp này nhá, để em qua mẫu cho mọi người nhá. Mặc váy nhá bạn ơi, 40k một đôi và 60k một đôi, có hai loại. Cái áo rồi. Nhịn loan ơi, bạn mua
đẹp luôn, mặc theo có 50.000 thôi. Để chứ cũng có luôn. Lấy cho mình xin số điện thoại. Đây nha các chị nha, áo phết nách này, chân cô tông mát lạnh luôn. Đây, màu của nó rất là đẹp luôn. Đấy, màu bên ngoài nhìn đẹp nhá mọi người nhá. Theo 40k này, theo 40k 53 cân quay đầu này. Theo 40k nhá, ai lấy vàng comment vàng này. Vàng kèm số điện thoại cho em này. Theo 40k này. Nào, ai chốt vàng nào. Ai chốt vàng comment vàng cùng với số điện thoại cho em nào. Vàng kèm số điện thoại theo 40k này. Có không? Chân váy em mặc có quần không? Đây có quần luôn, hẳn một cái quần như này mà chị. Chân váy em mặc là quần váy 120 chị Lady Trang nhá. Chào chị Ngọc Anh, chào chị Hương Nguyễn. Nào có ai lấy áo ba lỗ nhé, em đang mặc không nào, 54 cân này. Chị Nịnh Loan lấy áo đá vàng đúng không? Quá đẹp luôn, dèo. Chị Loan mua luôn một đôi đi, một vàng một đen hay là mua combo đi, mua một cái thì lại không ship được. Em chốt cho chị Nịnh Loan rồi nha. Qua mẫu nha các chị nhá, qua mẫu này. Rồi ok, áo đá vàng rồi nha. Luôn mua luôn mấy cái luôn đi. Tiện đơn mình gửi luôn. Đây nhé, em có một cái áo tím, hàng xuất xịn này. Hàng siêu mát luôn nhá mọi người nhá. 51 cân quay đầu này. 51 cân quay đầu, ai lấy tím comment tím cho em. Sale 60k này. Hàng này em bán hơn 100 luôn. Sale 60k nhá. Ai lấy tím comment tím. Ai lấy tím comment tím nào. Còn duy nhất một em này đẹp lắm, chất mát. Siêu mát luôn. Nào ai lấy tím nào. Ai lấy tím comment tím kèm số điện thoại cho em. 51 cân quay đầu vừa áo này nhé mọi người nhé. Chất siêu mát luôn, hàng xuất đẹp luôn. Sáu mươi k này. Ai chốt tím cho em không nào. Ai chốt tím comment tím nào. Ôi rẻ thế mà đẹp thế này các chị này. Bên ngoài đẹp hơn nhiều nhá mọi người nhá. Bên ngoài màu đẹp hơn nhiều nhá. Trên like nhìn màu hơi sáng nhá. Vũ Luyến không có. Không có gì hả chị Vũ Luyến. Có ai chốt tím không ạ? Tím sale 60k này. Quá rẻ luôn. Ai có đơn rồi chốt luôn. Em tím này xinh lắm này.
Nào ai chốt tím không nào? 55 cân. Không vừa đâu chị ơi. 52, 53 cân là cùng. 51, 52 cân thôi nhá. Mã này 51, 52 cân. Áo Gucci theo chữ. Áo Gucci còn rêu thôi chị ơi. Có chị nào chốt tím này không? Em qua mã khác, mã tím này đẹp quá trời mà các chị không chốt. Em chuyển qua mã khác nhá. Nếu mà mọi người không chốt mã tím này đấy, chuyển qua mã khác cho chị. Mã thật này, mã sướng lắm ấy, em nói thật luôn. Còn áo dây sọc còn chị Hoa ơi. Đây. Dây sọc còn nhá. Sale 35k nhá mọi người nhá. Sale thật, hôm nay sale gì cũng rẻ. Hai bảo mình ngủ. Đây nha mọi người nha, đây nha, chuyển qua mã áo đỏ này. Rồi ok, chốt cho chị Nịch nó áo tím này. Tím này đẹp quá luôn đấy chị. Chị vào vừa lấy áo đá vàng đấy. Đây này, hàng xuất đẹp như thế này cơ mà các chị. Hàng xuất xịn cơ. Đấy. Hàng xuất xịn như thế này cơ mà. Em chốt cho chị Định Loan này. Đây nha, qua mẫu này, chị nào có thích phông rộng không này? Phông rộng nha mọi người nha. Tím này chất quá luôn, các chị lần trước mua đấy. Đủ các màu, chị ai mặc cũng khen. Phông rộng này sale là 60 ngàn. 70 60k. Toàn bán hơn 100. Toàn hàng trăm mấy giờ sale 60 đi. 60k đỏ này, ai lấy đỏ comment 60k đỏ cho em này. Theo giảm giá 50% luôn. 40 cân này, 60 cân quay đầu vượt thoải mái nha. Áo tím em hết rồi, áo tím 60k hết rồi ạ. Sale 60k mã này. Đồ quá rẻ luôn. Thế em thề các chị không đâu, không đi đâu mua được những cái áo mà áo phong hàng Quảng Châu đẹp như thế này mà chỉ có 60k như nhà em nhá. 60k thôi. Em không mặc đây để mặc. Không biết. Tiếc, bán mà thì tiếc rất luôn. Bán mà thì tiếc thực sự. Lúc mà ngày xưa nhà em chưa bán hàng nhá, đi mua toàn là 200 một cái. Em thề luôn. Rồi ok, chốt đỏ cho chị Trang. Đi mua mấy trăm nghìn một cái áo thì bình thường mấy giờ mình bán được. Thật ngày xưa em đi mua toàn mua những cái áo này 200, 220. Và bây giờ mình bán mới thấy, mới biết là rẻ như này. Nào đây là trắng là các chị nào, 60k nhá. Em còn 3 chiếc thôi, trắng đỏ đen này. Hình gấu này còn 3 chiếc nhá, trắng đỏ đen nhá. 60k. Theo hết mọi người. Các chị mua đợt đầu nhà em thì biết đây là hàng đợt đầu nhá. Các chị mua nhà em thì biết này. Hàng đợt đầu em toàn bán 100 đến 120 mã này. Bây giờ là sale lỗ một nửa luôn em lỗ một nửa luôn. Bây giờ các chị mua chả khác nào là mua một tặng một, thật sự là như thế. Mua một tặng một luôn nhá mọi người nhá. Em lỗ hoặc là lỗ. Chị muốn
chơi thì rẻ, siêu rẻ luôn. Lỗ quá luôn, mẹ đi 60k ngoài túi em hỏi quên. Em còn màu trắng, màu đỏ, màu đen này. Ai lấy nốt đây? Sáu mươi cân mặc được chị ơi, thoải mái. 60 cân mặc cũng rộng rãi luôn. Áo này nó là bằng suông mà 40 cân mặc được và 65 cân mặc được. Chất mát lắm hả này. Nào em xem 60k nào. 60k nhá, hàng 120 theo 60k các chị. Mát lụa Quảng Châu hàng xịn luôn đấy. Mua 1 tặng 1 luôn. 120k được hai áo. Không khác nào mua 1 tặng 1 luôn. Bán hàng sale này thì thế nào đó, chị cứ tranh thủ mua đi đèn chứ. Nam mặc được không chị, lấy màu đen. Nam mặc tốt ạ. Nhưng mà nếu mà người vừa vừa thôi, nam chắc tầm khoảng 60 cân. Nam chỉ 60 cân thôi. Em xem chị Thảo ạ, nhận được hàng chưa tình yêu? Nam thì chỉ 60 cân quay đầu thôi nhá mọi người nhá. Nam chỉ 60 cân thôi, nam mà tốt. Quá tốt thôi được. Nhà rộng rãi. Rộng rãi thoải mái. Nam mặc được mà. Rẻ đẹp quá. Thảo hay thích mà không rộng nào, một đôi này mặc đấy có 60k. Đây là em đang sale 60k này chị Thảo này, làm nó một đôi mà mặc rẻ quá luôn ấy. Đẹp lắm, chất này mát lắm này. Vâng, cái này nam thì em nghĩ chỉ 60k thôi. À, 60 cân thôi. Thảo mua nhiều rồi. Chị nhận được hàng em gửi chưa? Thảo mua nhiều rồi. Chắc là nhận được rồi ấy. Rẻ, hàng này hàng đợt đầu em bán 120, thực sự lần này mà mọi người mua nhá, không khác nào mua 1 tặng 1 luôn. Hàng này là hàng mắc lụa ấy, hàng mắc lụa này các chị này, cái hàng mắc lụa hàng Quảng Châu này này, hàng đợt 1 là hàng đẹp nhá mọi người nhá, hàng đẹp luôn. Cái áo thái với lại cái chân váy kẻ rồi cái áo bệt vai đen chị Phạm Ngọc Lan á. Nào các chị ơi, có ai lấy mã này nữa không nè? Không ai lấy mã này là em nghỉ nhá mọi người nhá. Chiều lại bán tiếp nhá mọi người nhá. Chào tất cả các chị.